du lịch cho mọi người. Mình đang đi du lịch nha, bây giờ mình đang thưởng thức cái bánh mì nè. Cầm ăn cái bánh mì. Ăn bánh mì xong mình lấy sức mình sẽ đi vô để mà đi siêu thị. Lúc đó đi du lịch tiếp chứ là. Mà bánh mì này nó có nói là bánh mì vậy. Mình đang đi du lịch ở Hàn Quốc nha mọi người. Mọi người thấy view nó chiêu chiêu không? Đang ăn cái bánh mì của Hàn Quốc nè mọi người. Hơi chiêu chiêu quá. Cái bầu trời nó đã không? Đây con quá gì chuẩn luôn. Bánh lè. Bao giờ vẫn chưa đi du lịch được. Bầu trời hơi bị đẹp. Dạ chưa? Vài tháng nữa. Vài tháng nữa. Chắc giờ đi du lịch chùa thôi chứ. Đó. Ở đâu ra mẹ. Tiếp tục ăn một cái nữa nè mọi người. Này có vị ngọt béo béo giống như bánh mì của mình thôi nè. Bánh mì của mình nó lạc. Trời sắp có tiền. Trời sắp có tiền rồi. Ăn cái bánh mì chống đói tí nữa ăn cái ngon hơn đó. Điều bao nhiêu luôn. Chị này cũng đang kêu. Phải là bánh ngon. Hả? Ăn bữa nay không ngon hả? Hả? Bánh này hả? Mọi người nhìn cái view chiêu chưa? View bao đẹp mà. Đang ngầm ngồi ngắm hoàng hôn. Giống như đi du lịch thiệt luôn. Thử hộp cơm của Hàn Quốc nha. Cái gì này là bắp cải đỏ nè. Mì Ý nè, có thêm lá chanh, cà chua. Đây thịt bò, cơm có mấy hộp mè nữa nha. Cho thịt bò đi mẹ. Cho nó miếng thịt bò đi, mẹ ăn thịt bò thử coi còn tươi không. Mình nó còn nguội không. Bò này thịt bò gì đi nè. Nâu mỡ hồng ý. Tho hả? Còn tươi không? Nào, nhanh đi.
kho mà, đâu phải hoài đâu. Mì kho mặn dữ vậy? Mặn quá mọi người ơi. Thường thường Hàn Quốc nó lạc lắm mà sao nó mặn dữ không biết nữa. Mặn đi. Ba dở ghê đúng không? Chứ có vậy trời, nó cho có đũa là may rồi đó. Ăn cái đó là gì vậy? Cải hả? Ừ, chua mà rồi. Cái này là đồ chua đó. Chua lè luôn. Không có nhỏ đâu. Review giờ là chết rồi. Bò ế quá sao nó làm gì nữa biết không? Cái này chua bi nè mẹ. Con cũng trắng nó. Coi cái mặn nha. Coi mặn nha. Cái trái kìa, có cái trái kìa, lấy cái khác đi. Cái này nè, phải mở mở. Mở rồi mà. Đám trái cà chua bi ăn đi mẹ. Uống nước rồi đi không sao. Ăn đi. Từ nãy ăn là có trái cà chua là giống trái cà chua nhất. Ăn thử miếng chanh nữa có giống miếng chanh không nè. Anh nhai như đúng rồi vậy. Có răng không mà đòi nhai trời. Nàng sung sướng một bữa rồi. Thích quá hả? Chua đấy à? Chua hả? Gì mà chua hả? Mất. Không phải mất cà chua đâu. Là biết ta. Nhanh 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 nhanh. Rồi chắc thử ý cho 3 miếng mì ý nữa mẹ. Coi cái vị nữa. Chia 2 đi, chia 2 đi. Chia 2 đi. Mà ăn miếng mì ý thử đi. Quá lựa là không. Rồi xong rớt rồi. Ngay cái vụ mà về ý nè. Mà sao nó hơi đắng đắng ta? Có à, có gì đó. Không có cái gì nữa. Mọi người thôi, thôi. Chào mọi người nha. Mình ăn tiếp đi. Tiếp về khác cho mọi người coi.